Hai em, nếu bây giờ anh nói anh muốn hẹn hò với em có đồng ý không nào? Chơi thì chơi à, bu đâu ngắn nào. Bu đã lầy rồi, bu không ngại lỗi đâu, yên tâm. Nhưng mà anh phải nói thiệt đó, đừng có chọc em đó nghe. Anh nói thiệt đó, đó sẽ là một buổi hẹn hò vô cùng thú vị và đặc biệt, không chỉ đối với em mà còn đối với anh nữa. Cho nên là đừng làm anh thất vọng nha. Anh đang rất mong chờ câu trả lời say yes từ em. Em đồng ý nha, please. Ngắn gọn mà nói trong vốn từ ngữ tiếng Anh của bu á, bu không hề biết chữ no mà chỉ biết từ yes thôi. Yes. Yes. Em say yes rồi nhé. Anh sẽ gửi em một mật thư hướng dẫn cách đến với cuộc hẹn này. Hẹn gặp em nhé. Chào em. Dạ em chào anh Subin, gặp được anh Subin em mừng quá trời luôn à. Lần đầu tiên em gặp được anh Subin, phải công nhận là anh Subin đẹp trai ghê luôn á. Anh đang chuẩn bị một cuộc hẹn rất là đặc biệt. Đặc biệt cỡ nào cứ nói với em. Biết nói sao ta? Anh không biết nói sao, giờ cứ để cho em nói. Anh không muốn hẹn với em thì em cũng hẹn với anh nè. Subin bây giờ muốn hẹn đặc biệt cỡ nào em cũng tiếp hết. Anh rất là muốn mời em tham gia vào cuộc hẹn siêu cool này. Đâm hơi mà nói, thật sự là em cũng rất thích anh Subin Hoàng Sơn. Em biết tới các anh cũng nhờ vào cái trang web hẹn hò với năm thần chấm cơm á. Không ngờ là bây giờ em được anh Subin Hoàng Sơn liên hệ với em luôn. Nếu mà bắt em lựa chọn giữa Dương Miện Hoa Hậu Đại Dương với cuộc gặp gỡ với Hoàng Sơn lần này là em dục luôn cái Dương Miện đó. Sẽ có rất là nhiều điều đặc biệt mà anh đang kỳ công chuẩn bị để dành tặng cho em đấy. Hy vọng là em sẽ tới. Dạ chắc chắn là em phải tới rồi. Em dục Dương Miện của mình rồi, em phải tới gặp Hoàng Sơn chứ. Em phải tới nha. Chắc chắn phải tới nha. Say yes đi, say yes nha. Oh my god ơi. Vậy bây giờ em say yes nha. Chỉ cần say yes là sẽ được gặp anh rồi đúng không? Ok yes. Chào em. Em là Lưu. Em chào anh Rock. Có cảm thấy bất ngờ khi anh gọi không? Hú hồn lên á. Chắc là bất ngờ lắm ha. Em nói hú hồn mà, hú hồn là hơn bất ngờ luôn á anh Rocker. Thật ra thì anh đang chuẩn bị một kế hoạch rất là đặc biệt. Đó là một buổi hẹn hò rất là lãng mạn. Sẽ có rất nhiều hoa, rất nhiều quà và rất là nhiều những cái bí mật mà sẽ được bật mí nha. Trời ơi, đẻ vậy? Có thiệt không vậy? Đừng nói dốc nha. Thật ra thì người mà muốn hẹn hò chính là em. Trời ơi, nhìn vào mắt anh là em biết anh muốn hẹn hò em lâu lắm rồi, phải vậy không? Tại sao lại cảm thấy hồi hộp đến như vậy? Em cũng hồi hộp không kém gì anh đâu. Nói thiệt á, mà trên hẹn hò với năm thần chấm cơm có bí ẩn gì ở trên đó vậy hả anh Rocker? Nếu mà anh thực sự muốn biết bí ẩn là gì thì say yes nha. Yes. Yes. Anh biết là anh sẽ đồng ý mà. Hẹn hò với trai đẹp mà, đồng ý nhanh lắm. Nhưng mà ước gì trên hẹn hò với năm thằng chấm cơm có Sơn Tùng nữa thì tuyệt vời luôn ha. Em kết bộ đen xếp Sơn Tùng lắm á. Anh Sơn Tùng cũng đẹp trai ngang ngửa em á, nhưng mà ảnh nằm ngửa, em nằm ngang. Chắc tối nay phải chạy dù quá, nhiều sky mưa lớn lắm. Còn bây giờ thì anh sẽ gửi cho mình một thứ hướng dẫn để em có thể đến buổi hẹn này nha. Nhớ là phải khám phá đó. Em khám thôi chứ không phá được không? Phá người ta quýnh em chết luôn á. Bây giờ thì anh sẽ quay trở lại để chuẩn bị cho cuộc hẹn đặc biệt này đây. See you there. See you later. Oh, yeah.